mời một chàng trai đã từng giành được giải quán quân solo cùng Bolero năm 2020, đúng không Phụng? À, sau khi Trang hát xong rồi em lên hát cho chung với Trang một bài nha, được không? Dạ, bởi vì là nãy giờ con đi vòng vòng ở dưới á, là con được yêu cầu rất là nhiều, cho nên là bây giờ để đáp lại cái yêu cầu đó ngay và luôn. Cho nên là Quỳnh Trang xin mời sự xuất hiện trên sân khấu quán quân solo cùng Bolero năm 2019, nam ca sĩ Ngọc Phụng. Một tràng pháo tay cho sự xuất hiện trên sân khấu của nam ca sĩ Ngọc Phụng. Sao không? Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay là sinh nhật của Quỳnh Trang thì sẵn đây thì cho phép Phụng được chúc Trang thứ nhất là luôn dễ thương xinh đẹp, nhiều thành công, cũng như là gặt hái được nhiều đại loại là thành công trong tương lai. Đại là luôn giỏi như vậy. Tôi Trang là một nữ ca sĩ mà bằng tuổi với Ngọc Phụng, và cô nàng này thì rất là giỏi, rất là dễ thương, hiền tính, và nói chung là có rất là dễ thương. Và hôm nay thì có mặt ở đây không biết là hello. Dạ sao tự nhiên bữa nay hiền cảm xúc vậy? Nãy giờ rối quá không biết chọn cái gì nữa. Ai làm giọng mà ông rối. bây giờ thôi mình hát một bài đi, chứ để mất thời gian mọi người quá. Nãy giờ thì có cô kia yêu cầu hai đứa mình sẽ hát bài Hơn Anh Dặn Em. Thì bài này có biết mang theo không? Mẹ ơi. Nếu mà có thì Ngọc Phụng của Quỳnh Trang xin gửi quý vị tới bài hát đó và mời FC cũng như lên sân khấu cho nó vui. Dạ. Vậy lên múa chị. Mới nha. Sao không múa? Hơn Anh Dặn Em. Chứ. Mỗi lần nó gặp em nó sợ em chút chuyện. Sắp tới Ngọc Phụng với Hoàng Trang cũng có Ngọc Phụng cũng mới viết được vài bài và cảm thấy là rất hợp với giọng của Hoàng Trang. Có và không? Sắp tới là sẽ hai đứa mình sẽ là thực hiện một vài bài đó để cho khán giả có cái bài mới để nghe. Thì không? Sao không biết? Mời quý vị lên sân khấu cùng cô rất là phụ một trai nha. Vì cớ làm sao cô sợ mà hỏi không thèm nói. Vì cớ làm sao anh về mà em chẳng vui. Anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới. Chớ em bao giờ cãi nhau anh phải chỉ tắm chê cưới. Tôi quá tình em tuy lớn, nợ nước anh nặng hơn, dám đi thành mình vợ chồng mình gần nhau luôn. Yêu nhau ấy hay hờn dối, dối như gia vị của đời. Bà con cô bác có chê hay cười đành chịu vậy thôi. Thôi mà em, lâu lâu anh mới về có một lần. Mẹ em nhận hơn hoài, hôm nay sinh nhật của em cũng nhận nữa. Lâu lâu mới về một lần, hôm nay sinh nhật em mà anh không có quà cho em gì hết nữa. Sao mẹ em cũng nhận nữa? Sao không có quà, anh đã đem từ cái cổng ngoài kia là nó có quà cho em rồi. Em không có thấy, anh tặng ai rồi đúng không? Cảm ơn chị. Cảm ơn.
trách anh tội quá ơn. Tình em tuy lớn, nợ ở nước anh nặng hơn. Dáng đi thành hình vợ chồng mình gần nhau luôn. Sau đây một người nam ca sĩ mới vừa hết bệnh mà nãy giờ ăn quá trời ăn.